Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trọng Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hiện nay đang có một cái sự hết sức là xôn xao và có thể nói là gây bức xúc thưa quý vị. Khi mà có một cuốn từ điển được xuất bản ở Việt Nam mang tên là Từ ngữ Nam Bộ. Thì trong đó cuốn từ điển từ ngữ Nam Bộ của tác giả là Huỳnh Công Tín do nhà xuất bản Khoa học Xã hội xuất bản năm 2007 đang gây phản ứng dữ dội với giới báo chí ở Việt Nam thưa quý vị. Với cái định nghĩa về nhà báo. Thì cuốn từ điển này định nghĩa như thế nào thì chúng tôi xin đọc rõ cho quý vị. Là cụ thể trong cuốn sách này ghi rõ nhà báo được diễn giải là những người không có công ăn việc làm, thất nghiệp, đang ăn bám vào gia đình, ra trường rồi ở nhà làm nhà báo, chớ có làm gì được đâu. Đó là cuốn từ điển dẫn chứng thưa quý vị. Thì ngay sau khi mà người ta phát hiện ra cái cuốn sách của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ viết ra cái cuốn từ điển này thưa quý vị. Thì rõ ràng với cái định nghĩa này thì đang gây ra phản ứng xôn xao dữ dội thưa quý vị. Thì ra là lâu nay mấy anh nhà báo tự xưng thì được hiểu là những người không có công ăn việc làm, những người thất nghiệp đang ăn bám vào gia đình. Chẳng hạn như ra trường rồi ở nhà làm nhà báo, chớ có làm gì được gì đâu. Thì đó là cái cuốn sách thưa quý vị. Thì theo thông tin của Hội Nhà báo thì họ sẽ cho đi điều tra thưa quý vị. Thì theo mô tả của cuốn sách này thì đây là công trình biên soạn như tôi vừa nói là của Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ. Cuốn từ điển này nhằm phục vụ cho mọi đối tượng muốn tìm hiểu về từ ngữ Nam Bộ ở các bệnh viện, từ vựng, ngữ nghĩa, ngữ âm, ngữ pháp, phong cách diễn đạt. Đặc biệt là giúp ích cho những người muốn sáng tác, đưa lời ăn tiếng nói của người dân Nam Bộ vào tác phẩm văn chương, văn học, v.v. thưa quý vị. Thì nói chung, đó là cách diễn giải của từ điển. Và hiện nay thì không được sự đồng lòng của một số người làm báo thưa quý vị. Thì đó là cách diễn giải của từ điển. Và họ nói rằng những người làm báo hay nhà báo là những người không có công ăn việc làm, thất nghiệp, đang ăn bám vào gia đình. Cái này thì cũng có thể có xảy ra thưa quý vị. Vì làm báo, làm nhà báo thì cũng có nhiều loại, nhiều hạng khác nhau. Có những người làm báo có uy tín, có bằng cấp, học từ trường lớp đàng hoàng, tốt nghiệp từ các trường đại học, vân vân. Hoặc là ở các trường trung cấp, thậm chí ở các lớp đào tạo ngắn hạn 6 tháng, vân vân thưa quý vị. Thì nói chung, ở nước ngoài, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, vân vân, thì có rất nhiều người tự xưng là nhà báo thưa quý vị. Nói chung là với cái camera cầm tay, họ đi quanh quẩn chỗ này chỗ kia, rồi quay phim chụp hình đăng lên YouTube, thì họ sau đó tự xưng là nhà báo thưa quý vị. Nhưng mà thực chất thì theo ngôn ngữ của luật pháp Hoa Kỳ, họ chỉ là những YouTuber, không phải là nhà báo. Muốn được công nhận là báo chí nhà báo thì phải có trụ sở làm việc. Làm việc ở đâu hay là văn phòng làm việc ở đâu, phải có địa chỉ rõ ràng. Phải đăng ký hành nghề với Hội Báo chí Hoa Kỳ. Rồi được hướng dẫn, được huấn luyện vân vân. Để mới có thể trở thành nhà báo. Ngoài ra còn phải là có gọi là tiền lương thưa quý vị, hoặc là thu nhập thì mới sống bằng nghề báo chí. Đó là rõ ràng. Còn những người mà làm chơi chơi, quay YouTube chơi chơi,
không có một cái trụ sở, không có một cái văn phòng làm việc, cũng không có tham gia hội báo chí, thì trên luật pháp Hoa Kỳ không được công nhận là nhà báo, và chỉ là những cái tay tự xưng thôi quý vị, tự xưng tự sướng, nói chung là cái dạng có thể là mạo danh mạo tánh vân vân thưa quý vị. Thì ngày 15 tây tháng 6 trao đổi với tờ báo Pháp Luật Online, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Tình, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, cho rằng định nghĩa theo tác giả trong sách là không được. Nói gì thì nói, phương ngữ phải chỉ rõ phương ngữ vùng nào, sử dụng ra sao. Còn từ nhà báo trong tiếng Việt toàn dân chỉ là một người có nghề nghiệp đàng hoàng và phải định nghĩa cho đúng, theo ông Tình nói. Thì ông cũng nêu dẫn chứng, có khi người ta hay nói là người ở nhà ăn báo hại, thì đó là khẩu ngữ nói vui thì được, nhưng đưa vào từ điển phải thận trọng. Tức là ở nhà ăn báo hại, báo cô vân vân thì gọi chung chung là nhà báo, nhưng theo ông Phạm Văn Tình thì đó là nói vui, nhưng mà không nên đưa vào từ điển. Thì được hỏi về cuốn từ điển này, thì ông Phạm Văn Tình cho biết là sẽ kiểm tra kỹ vấn đề này và sẽ có câu trả lời sau. Còn đại diện nhà xuất bản Khoa học Xã hội thì cũng cho biết là cuốn sách này đã xuất bản đã lâu, tức là vào năm 2007, nhà xuất bản đang xem lại các tài liệu lưu trữ, và khi có thông tin chính thức, đơn vị sẽ phản hồi tới báo chí, thưa quý vị. Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe hay nhấn super thanks. Xin thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình.